Dấu bàn tay trên mặt của Thẩm Vận Kim lúc trước là do ngươi đánh phải không? Chu Nguyên, ngươi đừng có đắc ý, vừa rồi chỉ là ta bị bất ngờ mà thôi. Bốp. Ngươi dám đánh ta? Bốp. Chu Nguyên, ta muốn giết ngươi. Bốp bốp bốp. Nhanh nhanh đi gọi người. Dừng. Ta có nói gì nữa đâu mà đánh nhiều thế. Ta xin lỗi, ta không nghe thấy. Đừng đánh nữa. Ta nói rồi, ta xin lỗi. Xin lỗi là đủ thôi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Bồi thường Ngân Ngọc đi, 10 vạn Ngân Ngọc thôi. Ta không có 10 vạn Ngân Ngọc. Đừng đánh, ta có 3 vạn được không? Cầm lấy đi. Bị đánh có một tí mà hít được 3 vạn Ngân Ngọc. Thế này ta cũng nguyện bị đánh thêm. Được rồi, giờ ngươi có thể tự nhảy xuống núi đó được rồi. Vẫn phải nhảy ư? Chu Nguyên, ngươi quá đáng lắm rồi đó. Ai, vậy để ta chặt chân ngươi rồi ném ngươi xuống. Chu Nguyên, đừng có được voi lại đòi tiền. Viên Hồng Sư huynh, thôi, chính thức tăng rồi Nguyên ơi. Ngươi chơi cũng chán rồi, thả ngươi ra rồi trao trả lại Nguyên Ngọc. Chuyện hôm nay ta xem như chưa từng phát sinh. Nguyên huynh, chuyện này hiện tại ngươi đã hối hận rồi chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi bốp. Đã bảo ngươi tự nhảy đi, vậy mà cứ nói nhảm, làm nhảm nhiều như vậy. Bên Hồng Sư huynh, lúc trước ngươi vừa nói cái gì nhỉ, nghe không rõ. Chu Nguyên, ngươi đang gây hấn với ta sao? Bên Hồng Sư huynh, Ngô Hải này đã làm chuyện sai, đương nhiên cần phải trả cái giá thật lớn chuyện hắn đã gây ra. Cho dù đệ tử nhất mạch ta làm sai thì cũng phải do chúng ta quản giáo, cũng không đến lượt ngươi giáo huấn hắn. Mà ở trước mặt ta, ngay cả tên Chu Thái Trường Diễn cũng không dám cản giả như thế. Đã như vậy, ngươi cũng xuống cùng với, ngươi cũng xuống dưới cùng với hắn đi. Dừng tay. Bùm. Hừm, Viên Hồng, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Thật coi mạch của ta không có người sao? Người của chấp pháp đường sắp tới rồi, có chừng mực. Hừm. Chu Nguyên, nếu bây giờ ngươi còn ý chí thì tự giác nhảy xuống núi. Nếu không, ngươi tránh được lần này nhưng sẽ không có lần sau. Nếu trong cuộc thi thủ tịch chi tranh ngươi gặp phải ta, có lẽ khi đó sẽ quá trễ. Viên Hồng Sư huynh, vậy ta rất mong đợi sẽ gặp được sư huynh ở cuộc thi này đó. Hừm. Chu Thái, Trương Diễn, xem ra nhất mạch của các ngươi đã thu nhận một cái xương cứng rồi đó. Nhưng mà ta rất hy vọng xem ở trong cuộc thi thủ tịch chi tranh, cái xương của hắn có thể cứng như vậy không. Đi. Vù. Năng lực không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Viên Hồng là người mà ngươi có thể trêu vào sao? Thôi, chuyện đã qua rồi mà, nhắc lại làm chi. Chu Nguyên sư đệ không có sao chứ? Xem ra trong khoảng thời gian này mình phải tu luyện nhiều hơn nữa. Thực là vô dụng, cho ngươi đi thăm dò Chu Nguyên, vậy là ngươi lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị một thái sơ cảnh Tiêu Trọng Thiên đánh một quyền đã bại, vậy mà còn mặt mũi để về đây sao? Con không nghĩ thực lực của hắn lại tăng nhanh như thế, nhất thời sơ ý nên không trở tay kịp. Hắn tu luyện một loại nguyên thuật luyện thế, luyện thể, nguyên khí hòa cùng thân thể nên mới mạnh mẽ như vậy. Nguyên thuật luyện thể cần phải có huyết khí tràn đầy, sẽ hao phí tinh thể nguyên khí rất lớn. Người bình thường nếu chọn nội ngoại song tu sẽ vô cùng khó khăn. Hắn lại muốn đi theo con đường này, thật là một tiểu tử có dã tâm. Lần thủ tịch chi tranh này cực kỳ quan trọng. Linh Quân Phong chủ vì chúng ta tiến vào Thánh Nguyên Phong này mà đã cùng trường giáo và các phong chủ khác ước hẹn. Nếu chúng ta không đạt được ghế chủ tịch, Kiếm Lai Phong sẽ mất phần năm tài nguyên. Đến lúc đó con đường về Kiếm Lai Phong của chúng ta sẽ mịt mù tăm tối. Cái này, vậy nên phải bằng mọi giá chiếm được lấy vị trí đó. Vâng, luật sư yên tâm,
Hai mạch đó ngoại trừ Chu Thái, Chu Diễn, Nữ Yên, còn lại cũng chỉ là đất gà cho cảnh mà thôi. Còn về tên Chu Nguyên kia, con nhất định sẽ cho hắn và bọn fan của hắn phải nhục nhã đến chết. Gào, đau quá. Sau khi tu thành Ngọc Bì Cảnh, thân thể đã tăng lên rất nhiều. Hai khí thủy hỏa cấp cấp đối với ta đã giảm bớt hiệu quả rất nhiều rồi. Hiện tại đang là cấp thứ 2. Đau đớn thừa nhận cũng đã vượt xa cấp 1 trước đó, nhưng mà chỉ còn hơn 20 ngày. Với cấp 2 thì không thể nhanh chóng tiến triển được. Lần này thủ tịch chi tranh, phiền toái lớn nhất là Viên Hồng. Đối phó với hắn, Ngọc Bì Cảnh là không đảm bảo, phải lên được Ngân Cốt Cảnh. Nguyên khí thủy hỏa đang ở cấp độ 2 rồi, nhưng xương cốt trong cơ thể không có dấu hiệu lột xác. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian mà luyện tập đi, lề mề cái gì thế? Tiền bối, con định tăng nguyên khí thủy hỏa lên tới cấp 3. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thủy hỏa cấp 2 đã khó chịu được rồi, còn muốn khiêu chiến cấp thứ 3? Con không còn nhiều thời gian nữa. Hai, vậy ngươi hãy chuẩn bị mà ăn đau khổ thật lớn đi. Tinh, tới đi. Hừ. Chu Nguyên đau khổ chống đỡ được một nén hương. Thật là một tên nhóc điên khùng. Mấy ngày sau, Chu Nguyên, ngươi đã làm gì hắn? Không liên quan đến ta, là do hắn muốn ta tăng lên nguyên khí cấp 3. Bảo sao gần đây hắn không có quay về động phủ, mà lúc trở về thì cơ thể cực kỳ suy nhược. Thật sự là nằm ở. Hắn còn trẻ không hề biết lặng nhẹ. Nếu quá sức mà bị phá hoại thì ngươi bồi thường được không? Không đến mức đó đâu. Hắn đã tu thành Thái Ất Thanh Mộc Ngân, cứ bị thương là sẽ hồi phục nhanh chóng, chỉ chịu đau khổ thôi. Bằng thế kia mà là chỉ chịu chút đau khổ hay sao? Khô khô, huyền não, cho con nghỉ thêm chút nữa đi. Ngươi còn muốn nằm bao lâu nữa? Yêu tỷ, sao tỷ lại tới đây? Nếu không đến, ngươi bị người ta đùa chết ta cũng không biết. Thu thập rồi cùng ta trở về. Dạ. Tiểu tử, gần đây ngươi tu luyện thành tựu không nhỏ, sắp lột xác rồi, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được như mong ước. Hơi tiếc chút, ăn nhiều đau khổ như thế vẫn không thể tấn thăng lên đến Ngân Cốt Cảnh. Ngày mai chính là thủ tịch chi tranh rồi, ngươi hảo hảo mà cố gắng lên nhé. Thánh Nguyên Phong bị phong ấn nhiều năm, cũng nên đến ngày cuột khởi rồi. Ý tiền bối là hy vọng ta có thể cởi bỏ được phong ấn của Thánh Nguyên Phong sao? Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đạt được vị trí đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong. Yêu tỷ, ai ra là giận thật rồi. Tử Nguyên Động Phủ, ngươi đi tắm rửa qua đi đã. Bẩn chết rồi. Yêu tỷ, ta sai rồi. Ta yêu tỷ, lần này ta đã sai. Sai. Yêu tỷ nói đúng. Về sau ta không phải tái phạm nữa. Cái không bao giờ tái phạm nữa. Câm miệng. Chu Nguyên, ngươi cần chi phải gấp gáp như vậy? Yêu tỷ, ta không có lý do để buông lỏng. Đại Chu Vương Triều bị Đại Võ Vương Triều uy hiếp, không biết lúc nào thì chúng sẽ ra tay. Một khi ra tay thì Đại Chu tất nhiên sẽ chịu một tổn thương rất lớn. Mà Đại Chu chỉ có mỗi một hy vọng duy nhất chính là ta. Ta không thể buông lỏng dù chỉ là một giây. Ngươi biết mình là hy vọng duy nhất của Đại Chu. Vậy nếu ngươi gặp phải chuyện không may, thì Đại Chu phải làm sao bây giờ? Mà đến khi đó, ta biết đi đâu về đâu đây? Yêu tỷ,
Ta biết sau lưng tỷ chất chứa bí mật thật sự lớn. Trong những năm này, tỷ cũng che chở cho ta qua nhiều nguy hiểm. Ta dốc sức liều mạng như vậy, một là vì vương triều Đại Chu, hai là vì một ngày ta có đủ thực lực để bảo vệ, che chở cho tỷ. Có thể tranh thủ cho tỷ một đường sinh cơ trong lúc nguy khốn. Dù là có phải trả bằng tính mạng của ta, ta cũng không ân hận. Những lời của Chu Nguyên ta nói đều là từ tận tâm can của ta. Chu Nguyên, nếu quả thật có ngày nào đó, ta hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Thời cơ đây rồi. Go! Con chó này, mắm tôm đâu? Ta nhịn mày nhiều quá rồi. Nghỉ ngơi tốt chưa? Chuẩn bị khởi hành đi. Cậu vì hôm nay mà nếm nhiều đau khổ đến lúc chứng tỏ mình rồi, không vấn đề. Lúc hai người đến Thánh Nguyên Phong, các đệ tử đã tụ tập đông đủ. Thẩm Thái Uyên đứng ở trước, sắc mặt nghiêm nghị. Đứng phía sau là đám người của Chu Thái và Trương Diễn. Thẩm Thái Uyên vung tay áo, tất cả đám người bay vút lên trời. Sau một nén hương đã tụ tập trên một bình đài to lớn. Đây là Thủ Tịch Phong, cũng là chiến trường của cuộc thi lần này. Thương Huyền Phong Tông chúng ta có 7 ngọn núi Thủ Tịch Phong, mà đây là Thủ Tịch Phong của Thái Nguyên Phong chúng ta. Nữ Tùng, Thẩm trưởng lão cũng đến rồi. Trưởng lão Thái Nguyên Phong, đó là Viên Hồng, Lục trưởng lão của Thái Nguyên Phong, Lục Hồng và các đệ tử khác. Nhóm người của Lục Hồng quá mạnh, vượt xa hai mạch còn lại. Xem ra tranh đạt ở Thái Nguyên Phong chả có gì đặc sắc. Đúng, xem ra vị trí đại tử thủ tinh thuộc về phe của Lục Hồng rồi. Cuộc thi lần này, nhất mạch của Lục Hồng có ưu thế lớn. Nếu dựa vào chúng ta thì khó mà chống lại được. Ý của thẩm sư là, ta đã thảo luận cùng nữ tùng trưởng lão rồi. Chu Thái, Trương Diễn, hai người các ngươi kết hợp với nữ yên đánh ngén Viên Hồng, nhất định phải đánh tan hắn. Ba người chúng ta kết hợp đối phó với Viên Hồng. Vậy những đệ tử khác thì xử lý thế nào? Lúc đó Chu Nguyên sẽ kết hợp với hai người bên của Lữ Tùng ngăn chặn năm người bên đối phương. Bởi vì nhân số các ngươi ít hơn kẻ địch, áp lực sẽ không nhỏ. Ta không yêu cầu phải dùng toàn lực, chỉ cần có thể kiên trì ngăn cản được bọn chúng. Đến lúc đám Chu Thái đánh bại Viên Hồng thì coi như là thành công. Sau khi đánh bại được Viên Hồng và mấy tên còn lại, về sau dựa vào năng lực của các ngươi mà tranh đoạt vị trí thủ tịch. Nếu như con có thể liên thủ cùng với Chu Thái Trương Diễn, thì sợ đám Chu Nguyên không thể ngăn cản nổi năm tên còn lại. Chỉ cần nhanh chóng hạ gục tên Viên Hồng thì cục diện sẽ trong tầm khống chế. Trưởng giáo cùng phong chủ đều đến rồi. Cung nghênh trưởng giáo và các vị phong chủ. Thủ tịch chi tranh lần này, ta mong các đệ tử dốc hết toàn lực, thể hiện thực lực của bản thân để làm gương cho các đệ tử khác của Thương Huyền Tông chúng ta. Thập đại thánh tử đều lên đây đi. Khổng thánh sư đệ đó à, đã lâu không gặp. Huynh đệ lâu nay không gặp mà sao đệ nhìn ta với ánh mắt tóe lửa như vậy chứ, kinh quá. Sở Thanh, ta đã phát 18 tờ chiến thư cho ngươi, vì sao ngươi đều bỏ qua không đáp lại? 18 tờ cơ á, sao ta chả thấy tờ nào nhỉ? Chắc chắn là do bọn bưu điện để thất lạc ở đâu rồi. Để lúc về ta sẽ điều tra xem ai mà lại lá gan lại lớn như vậy. Mẹ nó, hắn lại bắt đầu diễn trò rồi. Mà kệ trước đó người có nhận hay không, lần này thì chắc chắn sẽ nhận được. Xoẹt. Sở Thanh, sư đệ đừng hấp tấp như vậy được không? Hơi tí là muốn gửi chiến thư. Tình cảm huynh đệ tụt xuống dốc không phanh. Nếu đệ đã muốn so đấu, chúng ta có thể
đổi phương pháp khác. Không bằng chúng ta đánh cược xem đệ tử thủ tịch lần này của Thánh Nguyên Phong là ai đi. Thằng nào thua sẽ phạt 10 vạn nguyên ngọc. Được, chơi thì chơi, ta sợ ngươi chắc. Nhưng cộng thêm việc ngươi phải chấp nhận chiến thư. Ta lại không nghĩ thế đâu. Xì, có gì mà khó đoán, vị trí đệ tử chắc chắn là về tay Viên Hồng rồi. Ta cảm thấy vị trí chủ tịch sẽ rơi vào tay cái cậu Trung Nguyên kia. Lý do vớ vẩn. Ngươi nghĩ mà xem, hắn có thể thu phục được nữ ma đầu Chu Tiểu Yêu kia thì tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mặc kệ hắn có nhiều chiến tích thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đứa đệ tử. Keng, giờ vàng đã đến, cuộc thi đấu thủ tịch chi tranh chính thức bắt đầu. Kính thưa các vị khách quý cùng các toàn thể đệ tử thân mến, hãy hiển lộ toàn bộ thực lực trong một năm qua khổ tu đi. Sư huynh cố lên, sư tỷ nhất định phải thắng nhé. Tiểu Nguyên ca cố lên, đã đạt 2 vạn nguyên ngọc vào cửa của huynh rồi đó. Cố gắng, cố mà thắng nhé, rồi chúng ta sẽ thành đại gia. Thẩm Vạn Kim, ngươi điên rồi. Có tiền thì mời chúng ta đi Bách Hưng Lâu đi. Ta là fan của trung thành của trung của Tiểu Nguyên ca nhà ta. Không đặt cửa cho ai đó, của mình thì đặt cho ai. Trước mặt là phòng thủ tịch Phong, mọi người đang tiếp cận. Thời điểm đến gần, thủ tịch Phong có cảm giác là áp bức bế mạch, áp bách mạnh mẽ. Cảm giác áp bách mạnh liệt đó càng đến gần tỏa ra càng mạnh mẽ. Viên Hồng xung trận lên trước, theo sát phía sau là Chu Thái, Trương Diễn, Nữ Yên, mà đằng sau chính là mấy người Chu Nguyên. Chu Thái, Trương Diễn, Nữ Yên liếc qua nhìn nhau, sau đó nguyên khí bộc phát, tăng tốc bám sát theo Viên Hồng. Vù, hai mạch thế mà lại liên thủ đối phó với Viên Hồng. Bọn họ muốn xử gọn Viên Hồng trước. Viên Hồng sư huynh cẩn thận nhé. Không sao, ta chơi đùa với chúng một chút. Các ngươi giải quyết ba tên kia là được. Có gan thì đuổi theo ta đi, Viên Hồng. Trung Nguyên sư đệ, phiền các ngươi cố giữ chân mấy người kia một lúc. Giải quyết Viên Hồng xong, chúng ta sẽ giúp tới giúp. Trung Nguyên sư đệ, chúng ta chỉ có thể giữ chân mấy người kia thêm một lúc thôi. Chúng ta phải liều mạng chặn chúng lại. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian giúp cho đám Nữ Yên sư tỷ xử lý xong bên kia thì coi như thành công. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Nguyên lai đây là kế hoạch của các ngươi sao? Không thể không nói kế hoạch này thật là viển vông. Các huynh đệ, các ngươi đi xử hai tên kia đi. Tên Trung Nguyên này cứ giao cho ta. Ta muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia mà hắn ban cho. Trung Nguyên huynh đệ, chúng ta dụ mấy tên kia rời đi. Cậu phải cẩn thận nhiều đó. Chúng ta đi. Chu Nguyên, hiện tại ân oán của chúng ta. Ngươi có biết lúc này đây ta sẽ xử lý ngươi thế nào không? Xem ra một quyền lúc trước ngươi còn chưa đủ đau khổ. Lát nữa khi quỳ trước mặt ta, ta nghĩ ngươi sẽ không dám nói như vậy đâu. Trước đó thừa dịp ra chủ quan, ngươi mới một quyền đánh bại được. Lúc này đây, ta cũng muốn cho ngươi xem nếm trải mùi vị đó. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Ngô Hải, xoẹt. Hạ phẩm Thiên Nguyên thuật, Quang Trảm thuật. Phá Nguyên, Tiểu Huyền Thánh Thể Ngọc Bì, Vạn Kình Văn Nguyên. Thắng rồi, sao có thể? Đây là đòn mạnh nhất của ngươi rồi hả? Cái gì vậy? Không tổn hại chút lông tóc nào. Chú Nguyên rốt cục lợi hại như vậy sao? Rõ ràng ngăn cản một kích toàn lực của Ngô Hải. Chú Nguyên này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Bây giờ nói lời này còn hơi sớm đó. Uầy, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đỡ được? Xem ra ngươi không có ý định chịu thua rồi. Ngươi đừng quá đắc ý. Chỉ cần ngăn chặn ngươi đến khi người của ta giải quyết xong hai tên kia, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem.
Cái xác rùa đen này của ngươi có thể chống đỡ nổi không? Xoẹt. Đại kiếm dược, thông thiên huyền mã khí, huyền sao lân, huỳnh. Cảnh tượng này đã xuất hiện một lần trong ký ức của ta rồi. Ngô Hải lại bị một quyền của Trung Nguyên đánh bay. Dầm. Ngô Hải bị đánh bay rồi, cái gì? Lợi hại quá, đánh hay lắm, Trung Nguyên Idol. Gia hỏa này trở lên mạnh mẽ như vậy, thế mà lại tu luyện nguyên thần điện thể. Ha ha, không bổng công ta xem trọng ngươi, sắp thắng rồi, he he. Chưa có đắc ý, mình hắn không ảnh hưởng đến đại cục. Vậy chúng ta tăng kèo lên nhé. Không hứng thú, ta chỉ muốn ngươi kêu, ta chỉ muốn ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi đánh bại ngươi xong, thì không nói chuyện nhiều lời với ngươi nữa. Dùng xong niềm nhẫn. Dùng xong niềm nhắn người ta đi, sư đệ sao lại vô tình có vậy? Vẫn là Diệp Ca thú vị hơn. Sở Thanh, ngươi muốn chết sao? Đừng có lôi ta vào. Hi hi. Thôi các đệ hạ hỏa, xem so tài đi. Mỏng núi bên kia chắc là chỗ bọn Hàn Ngọc đang giao thủ. Đối phương nhân số chiếm ưu thế hơn, ta phải chuẩn bị một chút mới được. Hậu. Ha ha, Hàn Nham, ngươi còn cố chịu đựng được sao? Kha, người tập trung vào đây này, Hàn sư muội. Cái gì? Vừa vặn để ta thấy ngươi lên đường. Huynh, đúng là không tự lượng sức. Hai người các ngươi mà lại ôm vọng tưởng ngăn cản được bốn người chúng ta, lực cười. Ta trước phế đi các ngươi, sau đó hợp lại cùng với Vân Hồng sư huynh để ta ngăn chặn bọn dùng toàn lực chạy đi. Kha, nếu chúng ta có thể kéo dài thời gian cho Chu Nguyên, chưa biết chừng sẽ có biến chuyển. Quả thực là viển vông, Chu Nguyên hiện tại hơn phân nửa đã bị Ngô Hải phế rồi. Các người cũng chết luôn đi cho ta. Thời dịp này chạy đi. Boom. Tốc độ chạy trốn cũng nhanh đó. Đáng tiếc ta lại nhanh hơn. Đáng ghét. Chẳng lẽ nếu đã là như vậy, mọi chuyện đến đây là dừng từ sao? Ý, bốp. Ping. Lại một quyền đánh bay tiếp. Lần này là Trần Cung. Dầm. Tốt lắm, chỉ còn 3 tên nữa thôi. Xem ra các ngươi cùng lên một lúc đi cho đỡ mất thời gian. Nói khoác không biết ngượng. Cẩn thận, Trừ Dương và Liễu tướng đã liên thủ cực kỳ khó đối phó đó. Cứ giao cho ta đi. Này, chỗ này quá chật hẹp, chúng ta qua đó chơi đi. Sương mù bị xé lướt, một đạo quang ảnh trong đó bắn ra, mà sau lưng còn có hai đạo quang ảnh theo sau phía theo sát mà đến. Đạo quang ảnh phía trước kia hiển nhiên là Chu Nguyên của chúng ta, mà hai đạo quang ảnh đuổi theo sau chính là Chủ Dương và Liễu tướng Nhất Long Nhất Mạch Lục Hồng. Chu Nguyên, ngươi gọi bọn ta đến đây chính là muốn chơi trốn tìm ở nơi đây sao? Có bản lĩnh thì lấy một đao của ta đây. Xoẹt. Phía Nhất Mạch của Lục Hồng lần này đầu tư rất lớn, thậm chí còn trang bị chuẩn thiên nguyên binh, chuẩn bị cũng thật là chu đáo đó nha. Hai người này chính xác là phối hợp với nhau rất là ăn ý, bất luận là công kích hay là phòng ngự đều rất là trọn vẹn. Chu Nguyên đối mặt với tình thế như thế này, tựa hồ là lộ ra có chút khó giải quyết. Chu Nguyên tựa hồ là gặp phải thiết bản rồi. Bình thường thực lực của Chu Nguyên chỉ ngang ngửa trong một trong số người đó, chỉ cần cho hắn không có cơ hội đánh nén,
thì sao có thể lấy một địch hai được? Tiểu tử, ngươi cũng nên dừng lại ở đây đi thôi. Chu Nguyên, hiện tại ngươi thật đúng như là chó nhà có tang đó. Ngươi cho rằng ẩn nấp trong sương mù là có thể thoát khỏi chúng ta hay sao? Thật sự là ngáo đá quá lăng. Ý, nguyên văn kết giới sao? Không nghĩ tới hắn đã bố trí kết giới ở đây từ bao giờ rồi. Nhưng kết giới này không tạo được uy hiếp quá lớn, cùng lắm phá hủy nó cũng tốn một chút nguyên khí mà thôi. Không thể ở chỗ này được đâu, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Phá cho ta, xoẹt. Hừm, trình độ thằng Trung Nguyên này mà cũng quá kém, kết giới không chịu nổi một đòn. Hừm, miễu tướng. Nguyên này một phần sức mạnh dùng để vây khốn miễu tướng, cho nên hắn mới có thể dễ dàng thoát thân như thế. Hiện tại chỉ còn mình ngươi thôi. Ngươi cho rằng có thể vây khốn liễu tướng được bao lâu? Mặc dù không được bao lâu, nhưng đủ để đối phó với ngươi rồi. Tuy rằng thời gian sẽ không quá lâu, nhưng dùng nó để đối phó với ngươi vậy cũng thừa đủ rồi. Vạn kinh văn, thông thiên, huyền giao lân, hạ phẩm thiên nguyên thuật, kiếm thiên hà, quỳnh, chết tiệt, thiên dương hỏa. Không thể cứng rắn đối với đầu với hắn được, phải né tránh câu kéo thời gian đợi liễu tướng phá được kết giới, đến lúc đó nên thủ lại mới có thể cơ hội thắng hắn. Ngươi xem, ta đã nói rồi, chút thời gian như vậy là đủ rồi. Khục ping. Chu Nguyên, ngươi chưa có đắc ý, cho dù ngươi chiến thắng chúng ta thì như thế nào, ngươi căn bản không vượt qua được cửa của viên hồng sư huynh đâu. Làm sao mà ngươi chắc chắn ta không vượt qua được một cửa kia? Chu Nguyên, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái kết giới có thể ngăn cản được ta hay sao? Chử Dương đã bị Chu Nguyên đánh bại rồi, cuối cùng cũng ra rồi sao, lâu quá đấy. Nhưng nếu đã đi ra, vậy thì chuẩn bị đi cùng sư huynh của ngươi thôi. Trận chiến với liễu tướng chấm dứt nhanh chóng đến kinh ngạc, bởi vì thấy Chu Nguyên đánh bại Chử Dương, chữ khí của hắn ta đã giảm mất 3 phần, cho nên không lâu sau thì hắn bị đánh tan tác. Hôm nay ngoại trừ viên hồng gia, nhất mạch tục hồng đã bị giết sạch sẽ. Có điều còn sát thủ mạnh nhất vẫn là viên hồng kia. Thực lực của viên hồng chính là sao không thể tưởng tượng được. Cũng không biết lúc này bọn họ Chu Thái sư huynh thế nào rồi. Khi Chu Nguyên đang hồi phục nguyên khí bản thân, hắn lại không biết, bởi vì hắn đã đào thải hai người vừa rồi, đã dứt nên sóng gió cầm trời. Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên đều tỏ ra hưng phấn khi nhìn về bóng người đang ngồi xếp bằng chấn thủ trong tịch phong kia. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên thần sắc kính nể. Lúc bắt đầu cũng không ít người dị nghị về cho Chu Nguyên tham gia. Chu Nguyên đích thật làm cho bọn họ cảm giác chưa đủ thực lực. Nhưng lúc này đây, loại nghi vấn đó đã triệt để bị biến mất. Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông đã được 1 năm. Và trong 1 năm này, hắn cũng đã phát triển với tốc độ kinh người. Lúc trước, thiếu niên đi ra từ Đại Chu Vương Triều, rốt cuộc cũng đã bắt đầu tỏa ra hào quang thuộc về hắn. Vạn chúng đều phải tập trung chú ý. Một tòa mây mù trên một thạch đài nơi xa xôi. Huỳnh, Hà Ngọc, xem ra cô rất muốn nhanh chóng đánh bại ta. Như thế nào, là muốn đi giúp tên kia phải không? Ha ha, thời gian đã lâu như vậy rồi, ta cảm thấy tên kia chỉ sợ là đã bị giải quyết rồi. Nếu chút nữa hai người Chử Dương nữ tướng tới đây, chắc cô tuyệt vọng như thế nào nhỉ? Mình phải mau chóng đánh bại Chu Kình, sau đó đi trợ giúp cho Chu Nguyên. Bằng không thì cục diện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Ồ, bọn hắn đã trở về rồi kìa. Xem ra ngươi muốn xong rồi. Người vừa mới nói là ai muốn xong rồi? Cái gì? Hắn đã đánh bại Chử Dương và Liễu Tướng ư? Chu Nguyên, đẹp trai quá.
Chu Nguyên có thực lực mạnh đến như nào đây? Dựa vào sức lực của bản thân đánh bại hai người liên tiếp, tên này quá mạnh, không thể địch lại được. Phải nhanh chóng qua chỗ của viên Hồng sư huynh ấy. Chạy đi đâu? Dầm dầm. Ta nhận thua. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng có đắc ý quá. Viên Hồng sư huynh sẽ cho ngươi biết thế nào là sợ hãi. Cái đó thì ta thật sự muốn thỉnh giáo thật. Thủ tịch Chi Phong, ở đây sương mù dày đặc quá, không hề cảm giác được dao động nguyên khí gì cả. Cũng có thể nói chiến đấu đã kết thúc rồi. Ồ, là các ngươi hả? Viên Hồng, ba người sư tỷ Lữ Yên đâu? Sư tỷ, mặc dù ta khá ngạc nhiên khi hai người các ngươi có thể tự đi được đến đây, nhưng là tốt nhất các ngươi hãy chủ động nhận thua đi. Ngươi, Viên Hồng sư huynh, xuống chơi đùa một chút đi chứ nhỉ? Bởi vì cái vị trí kia, Trung Nguyên ta cũng muốn ngồi lên, chơi đùa một chút. Ngươi nghĩ mình đủ khả năng sao? Thừa dịp ta còn chưa đổi ý, mau nhận thua đi. Bằng không chút nữa mà ta tức giận rồi thì cũng đừng trách sư huynh ta không biết thủ hạ lưu tình. Ây à, mấy cái nhân vật phụ này, sao ngươi nói nhảm nhảm nhiều thế? Dùng rằng, nếu không muốn đánh thì dịch cái mông sang một bên đi. Không biết trời cao đất dày, hôm nay mà ta không đánh gãy hai chân của ngươi, vậy sau này tên của viên Hồng ta sẽ viết ngược lại. Nói lời phải giữ lời đó.